Xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng cạnh một chiếc xe Honda SH1, một chiếc xe mà vừa được trải qua một cuộc cách mạng toàn diện về kiểu dáng, thiết kế đến tính năng vận hành, đến những tiện ích bổ sung kể từ lần đầu tiên ra mắt năm 2013. Và theo thông báo chính thức của Honda Việt Nam thì chiếc xe này được nội địa hóa tới 98%, có nghĩa là gần như toàn bộ chiếc xe này được sản xuất tại Việt Nam. Honda không thông báo chính thức đó là chi tiết nào. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng nếu như quý vị nào, những ai mà đọc được cái chi tiết nhập khẩu đó chắc hẳn sẽ là một người rất sành xe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng chiếc xe này xem nó có những cái gì thay đổi và nó có xứng đáng với cái giá tiền hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát xem thiết kế tổng thể của xe có gì thay đổi. Phần đầu xe, đặc biệt là cái phần yếm này, đã được vuốt dài hơn. Và chính vì vậy mà cái phần để chân này rộng rãi hơn, tạo cho người ngồi có cảm giác thoải mái hơn. Tiếp đó là phần đuôi xe cũng được vuốt dài hơn so với thế hệ trước. Phần đầu xe có rất nhiều thay đổi ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến đó là đèn chiếu sáng công nghệ full LED. Tiếp đó, cái này còn ấn tượng hơn nữa, đó là giải đèn LED chiếu sáng ban ngày lấy cảm hứng từ vòng cổ của người phụ nữ. Và bánh xe có hai sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên đó là vành xe với các nan mảnh mai hơn, trông tinh tế hơn. Tiếp đó là phanh trước được trang bị hệ thống phanh ABS giúp an toàn hơn khi mà di chuyển trên đường trơn trượt hoặc là tốc độ cao. Cụm đồng hồ lấy cảm hứng từ đồng hồ đeo tay, trông rất tinh tế và sang trọng. Tiếp đó ở dưới này là một cái hộc chứa đồ. Bên trong có cổng sạc USB, rất tiện lợi chúng ta di chuyển trên đường và sạc các thiết bị di động. Và ở đây có một cái móc để treo đồ, khi mà không dùng đến có thể đóng vào, tạo cảm giác rất là tinh tế. Bên dưới này cốp xe được thiết kế rộng hơn và có thể chứa được nhiều đồ hơn. Ở đây chúng ta có thể chứa được chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu và rất nhiều đồ lặt vặt khác. Trên khi đông bên phải có công tắc kiểm soát hệ thống tạm ngắt động cơ, giúp tiết kiệm nhiên liệu khi mà dừng đèn đỏ. Và cũng theo thông tin chính thức từ Honda thì SH1 2020 này được trang bị hệ thống khung hoàn toàn mới, cứng vững hơn. Bên cạnh đó là một hệ thống giảm xóc cũng hoàn toàn mới, giúp êm ái hơn khi di chuyển trên đường xấu. Và một trong những cải tiến đáng kể nhất phải kể đến đó là động cơ ESP cộng. Động cơ này đã được cải tiến một số chi tiết bên trong để làm giảm thiểu ma sát, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, đồng thời cải thiện tính năng vận hành. Như vậy là chúng ta vừa mới khám phá mẫu xe Honda SH1 hoàn toàn mới năm 2020. Mức giá bán lẻ quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình, tăng nhẹ so với thế hệ trước đó. Và quý vị đánh giá sao về chiếc xe này và mức giá này? Xin hãy bày tỏ quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.